kính chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh đã tiến sát tới khu vực biên giới phía Bắc và cường độ đã bị suy yếu khi đi qua khu vực đất liền của Trung Quốc và bị chặn bởi một khối không khí ổn định đang bao trùm Bắc Bộ nên tác động đến nước ta là không nhiều. Cụ thể, không khí lạnh chỉ tác động yếu đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình nên trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ theo đó giảm mạnh, cao nhất ngày mai phổ biến là dưới 25 độ. Trời chuyển lạnh, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ít chịu chi phối của không khí lạnh nên trời có nắng, nhiệt độ cao nhất đạt mức từ 30 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Khối không khí lạnh bị chặn nên ít có khả năng ảnh hưởng sâu xuống nước ta. Nó chỉ tác động đến khu vực Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An nên trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ hạ về dưới 28 độ. Còn từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức cao từ 29 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên không mưa, ngày nắng nhiều. Khu vực Tây Nguyên đêm và sáng trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ về đêm và sáng từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng từ 33 cho đến 36 độ, nắng nóng xảy ra diện rộng ở miền Đông. Trên biển, cường độ của khối không khí lạnh ảnh hưởng không quá mạnh và lại lệch đông. Vì thế, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông mạnh cấp 6, sóng cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động. Với khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc tăng nhẹ lên cước cấp 4, cấp 5. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 22 tháng 2 xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.